Rồi, trời ơi, cuối cùng cũng xong một tiết học ở trên trường rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ về nhà ăn một cái gì đó, sau đó là mình sẽ đi ngủ nha. Trời ơi, buồn ngủ quá thiệt luôn á. Bây giờ mình sẽ qua bên canteen coi có gì ăn không. Cái đã, đi qua bên canteen coi. Đây chính là canteen của trường học mình nè anh em thấy không? Đó, một canteen cực kỳ lớn luôn. Đó, bên đây còn có chỗ bán sushi nữa nè. Đó, để mình ra mình coi. Ủa sao không coi lên quán vậy? Cái ông bán canteen đâu rồi? Ông bán đồ ăn cho cháu không ơi? Ủa hình như là ông không có trong nhà. Cái bác canteen ơi, bác bán canteen có trong nhà không ạ? Ủa hình như là bác cũng đi đâu luôn rồi. Hay là chú bán canteen ơi, chú bán canteen ơi, chú bán canteen có ở đây không dạ? Ủa sao không có ai hết luôn ta? Cái anh bán canteen ơi, anh bán canteen. Cũng không thấy ai hết vậy. Tôi muốn mua bánh nè, cái cậu bán canteen ơi, cái bạn bán canteen đâu rồi? Làm ơn bán bánh cho tôi đi. Ấy mệt quá, cái thằng bán canteen đâu rồi, đi ra ngoài đây nhanh lên coi bán đồ nè. Ủa sao không thấy ai vậy ta? Thôi chắc là canteen nó nghỉ rồi, thôi mình kệ, mình về đi. Trời mệt quá, thiệt chứ. Đi vô canteen kêu đồ ăn mà cũng không có nữa, thiệt bực bội. Để mình đi về mới được, trời là trời chán ghê luôn á. Ủa có cái gì bên kia, mình thấy có cái gì sao tự nhiên ở trong trường mình nay xuất hiện nhiều vật thể lạ quá vậy? Có cái gì nè, trời tự nhiên trong trường ai lại mở cái rạp bự vậy? Mưa táo dài không? Gì gì ai mua táo dài không? Gì cái gì táo dai trời là trời, cái gì vậy? Cái gì bán tùm bán đồ bậy bạ vậy? Cái gì dai táo ngọt táo bổ không? Ôi trời ơi, ok ok chào cậu, trời ơi, khách đến trời ơi. Ủa táo hả? Ở ở chỗ này ông bán táo hả? Thôi đến là tao không ăn táo, tao bắn lựu đạn mày. Ê, táo này được nhập khẩu từ nước ngoài á, không có trong mini world đâu cậu ơi. Cậu đã thấy quả táo nào như này chưa? Thôi đúng rồi, trong mini world nó chỉ có mấy cái quả táo nhỏ 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 xíu à, còn cái quả táo này nhìn bự quá, hình như tôi chưa gặp bao giờ luôn á. Ủa trời ơi, chuyện táo này là táo Ấn Độ rồi, trồng ở bên Dubai nè, xong rồi đưa sang Mỹ để dập dây chuyền sản xuất nè, xong rồi tưới nước ở bên Italy nhập về Trung Quốc qua Việt Nam bán á. Trời, cái gì bán gì ghê vậy, cái gì nhập khẩu, cái này là hàng hàng nước ngoài hả? Trời ghê nha, ghê nha. Cho tôi đi, tôi xung xung quanh đi, tôi tham quan xíu được không? Tôi tham quan, tôi coi coi cái vườn táo này như thế nào. Ok, trời. Xuống nhiều hư táo được đó. Ok, trời anh em nhìn nè, trời ở đây ổng có nguyên một cái sạp táo luôn, trời quá trời táo luôn nè. Trời quá trời luôn. Quá trời táo đầy luôn nè anh em. Trời ơi, ui ở trên đây ổng còn có thêm hai cây táo đó nè. Trời ơi, hai cây táo bự vãi. Trời nhìn nè, nó bự như cây cổ thụ luôn em. Anh em mình đứng chứ còn còn dừa nữa mà. Bự vãi rồi. Hai cái cây táo này ha. Mỗi ngày á lấy một ít táo thôi mà ăn thôi cũng rất là đã luôn á. Trời ơi, coi bộ cái bác này thật giỏi dữ ta. Trồng nguyên một cái cây táo bự ơi là bự luôn. Wow. Trời ơi. Ủa mà cái táo gì mà tên là táo dai nghe kỳ quá vậy. Từ từ để mình hái thử quả táo coi. Ok, trời cái táo này hình như táo nước ngoài anh em, cho nên nó cứng ngắc luôn. Giờ mình hái thử quả nha. Nhanh lên. Ok, để mình lấy quả nè. Ok. Ủa, đây rồi. Ờ đây, trời ơi, một quả táo nè anh em. Ờ, trên tay mình đang cầm một quả táo nè. Ờ trời ơi, táo này ngon nha, táo này ngon nha, nhìn nè. Ôi thơm ngon bổ dưỡng. Ủa rồi cái cục này cục gì vậy? Ủa bác ơi, cái cục này là cục gì vậy bác? Bác ơi. Bên đây nè, cái cục này là cục gì nè, con bấm thử nha. Ủa gì vậy? Cái gì? Xa nhau, kể từ đêm táo dũng đầy dương. Rồi sao? Dạ, con, ủa cái này là cái gì vậy? Nó là cái máy dùng để tưới hai cái cây táo này. Tao chưa kịp sửa nó hư từ hôm qua. Đêm qua tao ngủ, tao thấy nó nổ tạc. Mà hôm nay mày ấn cái nó nổ lên bùm. Sao? Ủa vậy có nghĩa là cái này là cái máy tưới táo nhưng mà nó bị hư cho nên con hôm qua rồi nhưng mà chưa kịp sửa tay máy hư chi vậy ông nội? Ủa rồi banh cái táo. Dạ coi như con không biết, con không có tội nha. Dạ thưa bác, ông, con về. Không biết mày đứng ngoài đây, ông đứng lại. Ê, alo 113 đi bác. Đừng gọi 113, đừng gọi 113. Tình cảm không hay thích là đi ra pháp luật đây. Dạ. Bây giờ bác muốn sao? Giờ con một biết gì đâu. Qua công trình gọi là qua dây chuyền công nghệ để về được Việt Nam rất là mắc. Nó tốn tận 5 kim cương một quả táo, một quả thôi đó. Gì 5 kim cương một quả táo? Đó, đấy là một quả thôi mà bây giờ cậu làm chết cho tôi nguyên cây.
Nguyên cây này không những gọi là đếm số táo bị hư mà còn phải đếm theo giá trị thâu năm. Cây này còn phải sản xuất được ít nhất là 2 năm nữa. Cậu nợ tôi đến 3 vụ táo này, 3 vụ táo mà 1 vụ táo cậu đếm của tôi xem 1 vụ tôi được từ này trái. Cậu đếm xem 3 vụ bao nhiêu tiền? Sao con biết được vậy, khoảng bao nhiêu tiền bác? Điều nữa. Bây giờ nè, cậu phải kiếm tiền cậu đền cho tôi. Còn nếu mà cậu không có tiền đền cho tôi sẽ đi báo công an, đi báo công an. Đừng báo công an, đừng báo công an. Dạ, con biết rồi, để con về nhà con kiếm tiền con đền cho bác nha. Bây giờ con sẽ về nhà. Con nói anh Mr. Dịch cho con tiền, con đến đây con đền cho bác nha. Bác đừng báo công an. Rồi lẹ lên, cho cậu 1 phút 30 giây. Dạ, con đi liền. Trời ơi, khổ quá, tự nhiên cái không đi đến cái cây táo này chi cho nó nổ. Giờ cuối cùng giờ mình phải đền tiền táo cho người ta. Quá trời kim cương, không biết anh Dịch có không ta? Anh Dịch là nhà người ta gọi là anh Vịt, là một nhà bác học mà chắc là anh Vịt cũng phải có tiền nha. Đúng rồi, giờ mình sẽ về mình nhờ anh Vịt. Dịch ơi, ủa Dịch đâu rồi, anh Dịch không có trong phòng mình. Dịch ơi, anh Dịch, trời, cái này là cái đùi Dịch. Và người ra đi, anh cần giữ lời điều gì? Nè là hoa mi khi chẳng biết như điều gì. Là hello Phong, điều gì ạ? Ủa sao hôm nay thấy anh yêu đời quá vậy? Trời ơi, hôm nay vừa mới xem bài Hồng Nhan ở trên top 1 YouTube, thế là nữ mìa thấy mê hip hop rồi đầu tư tiền đi bộ bộ hút đi mà. Trời ơi, Vịt nay có đồ mới luôn nha, đẹp dữ ta. Trời ơi, anh tôi trẻ ra được mười mấy tuổi á, sao? Ủa đúng, anh ơi chết em rồi. Đúng rồi, anh đi đây đây. Anh đi đây, em nói anh nghe nè. Anh bây giờ anh có kim cương trong người không? Hả, kim cương hả? Dạ. Kim cương có một ít thôi, bởi vì vừa mới đầu tư mua hết đi hết rồi. Anh có một ít hả? Vậy anh cho em một ít đó nha, khoảng một. Ok, khoảng mấy giờ? 100 triệu viên kim cương. Hả? Dạ. Ủa, cái gì xỉu quá vậy? Dịch ơi, dậy đi, anh không cứu. Ủa, em lại đi chết cái hàng vậy hả? Nó không phải vậy nè, thật ra chuyện là vậy nè. Em lỡ tay á, em chỉ lỡ tay thôi, em làm banh nát luôn một cái cây táo của người ta. Thế là người ta bắt em phải đền cho người ta thật là nhiều kim cương luôn. Mà bây giờ em không đền người ta sẽ bắt tù em luôn. Bao nhiêu? Làm gì có cây táo nào mà chị đáng tầm 100 triệu viên kim cương? Nhưng mà em không, thật ra em chỉ nói là 100 triệu vậy thôi, nhưng mà em không biết là bao nhiêu hết. Nói chung cứ lấy 100 triệu đi cho chắc. Anh tuyên bố với em, anh vừa phát minh ra một cái giống táo mà nó độc nhất vô nhị mini vô này luôn. Táo gì mà độc nhất vô nhị? Mày, nguyên một trái táo của anh chất liệu bằng kim cương vừa đẹp này bán đi em biết không? Bằng mấy trăm viên kim cương một trái anh tin không? Hối ghê à, ghê hả? Giá trị nó nằm ở thẩm mỹ là đồng tiền chứ không phải là ăn, hiểu không? Cũng được. Vậy bây giờ anh em mình đi trồng cái cây táo bằng kim cương đi anh, để có gì anh cho em mấy quả táo đem mang em đền cho ta nha. Cho nguyên cây luôn. Ok, đi. Trời ơi, vậy là có anh Dịch cứu mình rồi anh em ơi, đi thôi. Rồi, cái rương này là cái rương mà anh đựng cái cây táo bằng kim cương phải không anh? Trời ơi, xích đô, anh nghe nói nghe, bí mật. Dạ, rồi, đây em ứng vô cái rương đi, em thấy cái gì không này? Ủa, cái này là cái cây táo bình thường mà, cái này là cái hàng táo bình thường mà. Cầm đi, thấy cái gì nữa không, Còn. Còn cái sản, cái thùng nước. Cục đất. Trời ơi, tào lao, còn mấy cục đất thế, cục đất không? Cái cục đất này cục đất bình thường mà nè, cục đất bình thường có gì đâu. Không phải cục đất bình thường, đập đi, rất là quý lắm. Thực ra nha, cái giống táo này nè. Ủa cái gì? Cái giống táo này nè, đây là một cục đất mà khi mà trồng bất cứ thứ cây gì lên đều có thể biến nó trở thành kim cương. Thấy không? Bây giờ em đặt cái, em đập ra cái mà nó ra thành kim cương rồi nè. Ủa cái nãy, hồi nãy rõ ràng là cục đất mà sao em đập ra cái thành kim cương luôn vậy? Đây chính là bí quyết để khiến cho anh có thể biến được trở thành một cây táo kim cương. Chứ còn cây hạt giống thì ở đâu người ta cũng có, đấy mới là bí mật này, không được nói với ai nghe chưa? Dạ, em thử nha, bây giờ em sẽ đặt cục ra nè. Sau đó em sẽ thử em. Ôi Dịch coi nè. Ôi. Em là dễ. Quá, cái cục đất này mình đào. Ôi lộn, cái này là cục kim cương luôn rồi. Ôi ghê nha, để mình xem. Bây giờ mình sẽ thử mình đào một cái lỗ đây. Đó, sau đó mình đổ nước xuống. Đó. Rồi bây giờ mình trồng cái táo lên nè. Rồi bây giờ mình chỉ cần để đây thôi, nó sẽ tự động nó mọc lên cái cây táo bằng kim cương đúng không anh? Chẳng đúng rồi, đấy chỉ cần một cục đất kim cương này thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta trồng táo lên á, đất kim cương này thì anh chế tạo ra có hạn thôi, chỉ được 164 cục. Nhưng mà khi mà mình dùng một cục đất này, mình trồng cây táo lên, cái táo nó nở ra hàng trăm quả táo kim cương, thu hoạch hết mùa sau lại nở ra hàng trăm quả táo kim cương, thu hoạch hết mùa sau lại mở ra hàng trăm quả táo kim cương, thu hoạch hết lại mùa sau lại mở hàng trăm. Mở ra anh nói nhiều quá, nói chung là giờ mình đợi cho nó mọc ra là được đúng không? Đúng rồi.
Ok, vậy bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi cho nó mọc cái cây ra và nó sẽ thành một cái quả táo bằng kim cương nha anh em. Ok, đứng đây đợi thôi. Trời ơi, ghê quá. À, lộn, hay quá. Wow, trời ơi, thật không thể tin được. Đây chính là cây táo bằng kim cương đây sao? Trời ơi, nó mọc ra mấy cái trái táo bằng kim cương nè anh em nè, anh thấy không? Trời ơi, cái quả táo là bằng kim cương nè. Ôi, táo nó nhiều đến nỗi mà nó trên cây mà nó rụng xuống đất luôn nè. Trời ơi, quá trời luôn. Để mình lượm coi. Trời ơi, quả táo là bằng kim cương. Trời ơi, kỳ này là giàu to rồi. Ủa sao mà nó cứng vậy? Trời ơi, đúng là cứng thiệt. Cái này là táo bằng kim cương chứ cứng ngắc luôn. Ok được rồi. Ơi, cho em mới dám mượn đi, cho em mượn đi. Ôi, quả táo là bằng táo kim cương nè. Ôi, đã chất nha, lượng. Đã nha. Đây là táo gọi là kim cương 9.4. Hả? Ôi, cái cây táo này đếm coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 300, 400, 1000 triệu. Ủa trời ơi, nhiều quá, đếm không hết, trời ơi, nhiều quá trời ơi. Kiểu này là một trái kim cương này thôi là mình bán là được khoảng bao nhiêu cục kim cương anh? Một trái kim cương ấy hả? Dạ. Bây giờ một cục kim cương em bước ra em coi xíu à. Bây giờ mà một trái em bán đi nó phải rơi nhẹ vào chắc là khoảng stack kim cương một trái luôn á. Cái gì? Một stack kim cương một trái táo này? Trời ơi. Đúng rồi. Ôi, vậy là ok anh em, vậy là bây giờ mình sẽ hái những trái táo này, mình đem đi mình bán thì mình sẽ có tiền để đền cho ông bán táo và mình có thêm tiền để mình giúp đỡ cho trẻ em nghèo nữa. Trời ơi, ơi đã nha. Trời ơi, để mình hái coi. Trời ơi, cứng ngắc luôn. Cái này chắc mình phải dùng mấy khoan mình khoan anh ha. Cái này táo này táo là cứng lắm, cái này phải lấy mấy khoan cưa chứ không vặt bằng mấy cái que chọc chọc thọt bình thường đâu. Đúng rồi. Trời ơi, mấy cái quả táo này anh em nhìn nè, thấy không? Đó. Cái cây nó chỉ cần trồng cái cây ở trên khối kim cương là nó sẽ ra được một cái cây táo kim cương. Trời ơi, đỉnh vãi chưởng. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Bịch, Team Mi TV, Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero. Và cũng đừng quên subscribe ủng hộ cho những người bạn của mình, đó chính là Kyron TV nè, Mèo Simmy nè và Sammy Đào nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.